có chuyện gì vậy? Nãy có phong bì tiền để trên mặt bàn, nhưng bây giờ thì không thấy nữa rồi. À, cái phong bì màu trắng đúng không? Nãy em thấy chị vứt lung tung, nên là em kẹp giữa quyển này với cả quyển này. Nhưng mà sao bây giờ không thấy nữa nhở? Ban nay em cũng có thấy đấy, nên là em kẹp giữa trang 10 với trang 11 thôi. Không phải, mà là anh thấy đấy, em kẹp vào giữa trang 11 và 12 chứ.